Một vụ cháy lớn xảy ra tại gara của anh Huỳnh Hưng An, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre vào ngày 23 tháng 1 năm 2014 đã thiêu rụi một xe buýt, một xe khách, hai xe máy và nhiều vật dụng của gara bị cháy xém. Xe buýt bị cháy là của Hợp tác xã Giao thông Vận tải huyện Chợ Lách do anh Trần Hoàng Tú làm tài xế. Anh An cho biết thêm, khi đó gara của anh có tổng cộng 2 xe buýt, 2 xe khách và 2 xe máy. Lửa phát ra từ đầu xe buýt rồi lan nhanh sang xe khách. Sau đó anh An kịp thời di chuyển một xe buýt, một xe khách đổ phía ngoài rời khỏi đám cháy. Do xe khách mang biển kiểm soát 53N6577 đang sửa chữa nên không thể di chuyển được. Khi phát cháy, nhiều người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy dập lửa, nhưng do gara có nhiều vật dụng dễ cháy nên bắt lửa rất nhanh. Người dân và chủ gara đành bất lực nhìn xe cháy. Đám cháy chỉ kéo dài khoảng 15 phút đã thiêu rụi hoàn toàn 4 xe kể trên, trong đó có một xe máy là của anh An. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 500 triệu đồng, hiện tại cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.